Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tăng cường di chuyển nhanh ra phía đông khiến cho gió chuyển hướng đông đến đông nam. Trong sáng nay thì trời khá là nhiều mây, đôi lúc thì hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến chỉ khoảng từ 18 đến 20 độ. Trong chiều và tối nay thì khối không khí lạnh tiếp tục lệch thêm ra phía đông và suy yếu dần, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây mở rộng ra phía đông. Tuy nhiên thì vùng thấp này chủ yếu là tác động chính đến khu vực phía Tây Bắc Bộ và thời tiết có sự khác biệt khá rõ rệt. Một bên trời nắng ráo và nhiệt độ cao, còn một bên lại nhiều mây và khá âm u. Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong chiều và tối nay vẫn sẽ là trạng thái nhiều mây, âm u và có sương mù nhẹ. Trưa chiều là khoảng thời gian trời có thể hửng nắng nhẹ với nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Đến chiều tối và đêm thì nhiệt độ giảm khá chậm về mức 20 đến 22 độ. Sang đến ngày mai thì thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có nắng xuất hiện xen kẽ nhiều hơn so với ngày hôm nay và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên mức là 24 cho đến 26 độ. Sau đó, theo nhận định xa hơn thì một đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống khiến cho thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển biến nhanh. Trời đôi lúc là sẽ có mưa nhưng lượng mưa thì không đáng kể. Và từ ngày 9 tháng 2, trời trở rét với tình trạng nhiều mây, âm u kéo dài suốt cả ngày. Và đến ngày 10, 11 tháng 2 thì tình trạng rét đậm có thể xảy ra trên diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, du lịch tâm linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong lộ trình những chuyến du lịch đầu xuân của người dân thủ đô. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu địa điểm đến tâm linh cổ kính và trang nghiêm để quý vị có thể tận hưởng không gian yên bình và thư thái. Đó là ngôi chùa Tây Phương, nằm trên ngọn núi Câu Lậu thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chùa được xây dựng từ lâu đời và đã được trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ 16, 17, 18. Năm 1554 thì chùa được xây lại trên nền cũ và đến năm 1632, chùa xây dựng thượng điện 3 gian và hậu cung cùng hành lang 20 gian. Năm 1660 thì Tây Đô Vương Trịnh Tạc cho xây lại chùa mới. Đến năm 1794, dưới thời nhà Tây Sơn, chùa lại được đại tu hoàn toàn với tên gọi mới là Tây Phương Cổ Tự và hình dáng kiến trúc còn để lại như ngày nay. Chùa Tây Phương còn có tên gốc đó là Sùng Phước Tự và Hoàng Sơn Thứ Lâm Tự. Chùa được đặt trên đỉnh núi cao hơn 100 mét và để lên đến cổng chùa thì du khách phải vượt qua 239 bậc lát đá ong. Dựa vào thế núi từ thấp lên cao thì kiến trúc chùa Tây Phương được xây dựng theo kiểu chữ tam, gồm 3 ngôi chùa song song với nhau dọc theo sườn núi, mỗi chùa cách nhau 1,6 mét, chùa Trung và chùa Thượng, chùa Hạ. Mặc dù mỗi ngôi chùa mang một kiến trúc riêng biệt, nhưng lại nằm trong một chỉnh thể hài hòa, thống nhất giữa không gian núi rừng trầm tịch và thoáng đãng. Không chỉ nổi bật với kiến trúc độc đáo, chùa Tây Phương còn là nơi tập trung những tác phẩm đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Hầu hết thì các bức cồn, xà nách, ván long làm bằng gỗ trong chùa thì đều được bàn tay của các nghệ nhân chạm trổ. Những hình ảnh quen thuộc của dân tộc Việt Nam như là hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng hay là hổ phù. Điểm nổi bật nhất ở chùa Tây Phương đó là các bộ tượng. Trong chùa thì có hơn 70 pho tượng cùng với các bức phù điêu, chủ yếu là được tạc bằng gỗ mít sơn son thép vàng như là các bộ tượng Tam Thế Phật, bộ tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Tuyết Sơn hay là tượng Bồ Tát Di Lặc, tượng Bồ Tát Văn Thù, tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Phần lớn thì các tượng này đều được coi là có niên đại từ cuối thế kỷ 18, một số tượng khác thì được tạc vào giữa thế kỷ 19. Chùa Tây Phương với bộ tượng La Hán điển hình nhất của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thế kỷ 18 đã là một công trình tôn giáo đặc sắc tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời hậu Lê. Và trong tiết trời đẹp của những ngày đầu xuân, hy vọng quý vị sẽ có những kỷ niệm đẹp khi đến với ngôi chùa này. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 85%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 73 đến 83%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3,
nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 73 đến 83%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 72 đến 82%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình 73 đến 83%.